Trung hòa carbon là xu hướng con đường tất yếu của phát triển bền vững, đặc biệt với những nước đang phát triển như Việt Nam. Để có thể thực hiện được điều này, bên cạnh sự nỗ lực nội tại, Việt Nam rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là những nước phát triển như Hoa Kỳ. Tại buổi làm việc về vấn đề năng lượng và chống biến đổi khí hậu với Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên, ông John Kerry, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ, đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Công Thương trong việc triển khai được khối lượng công việc lớn như xây dựng quy hoạch điện 8 theo hướng năng lượng xanh, sạch, thực hiện hiệu quả các chính sách thông qua cơ chế của Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam Hoa Kỳ TIFA, v.v. Đánh giá Việt Nam còn nhiều tiềm năng để phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường, Hoa Kỳ mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng và chống biến đổi khí hậu qua hình thức kết nối tài chính, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực. Hoan nghênh những mong muốn hợp tác giữa hai bên, tuy nhiên liên quan đến mục tiêu chống biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên cũng bày tỏ quan ngại trước việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC đang triển khai các biện pháp phòng vệ thương mại bất hợp lý đối với ngành ong Việt Nam với mức thuế dự kiến lên tới 412%, Bộ trưởng chia sẻ. Với lại gần đây thì Hoa Kỳ đã công bố là sẽ áp dụng cái biện pháp phòng vệ thương mại đối với ngành mật ong của Việt Nam, áp thuế chống bán phá giá lên tới hơn 412%. Một cái mức thuế mà cao hơn gấp nhiều lần so với nước khác, một mức thuế mà các đối tác nhập khẩu Hoa Kỳ của chúng tôi gọi là tận diệt, tức là làm như vậy thì gần như là tận diệt cái đàn ong. Mật của Việt Nam ấy, loại mật dịch lá này thì khách hàng Mỹ đã nhập khẩu từ Việt Nam hơn 30 năm nay và ở Mỹ thì không có, nên không có thể nói là cạnh tranh được với các mật ong của Mỹ. Nếu áp cái điều luật này lên cái mật ong của Việt Nam thì nó không chỉ ảnh hưởng đến 35.000 hộ dân nuôi ong, mà phần lớn là người dân sống ở nông thôn miền núi và các vùng kinh tế khó khăn, mà còn cả ảnh hưởng đến cái nỗ lực chống biến đổi khí hậu của Việt Nam. Hàng triệu con ong có thể sẽ bị chết và hàng triệu hecta cây rừng trồng, rồi là các loại cây trồng không có cơ hội được thụ phấn, bởi tự nó không thể thụ phấn được, thì đây là một cái nguy cơ rất lớn đối với môi trường. Vì vậy chúng tôi kiến nghị ngài có ý kiến để chính phủ cũng như là Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét lại phương pháp tính biên độ bán phá giá và sử dụng cái dữ liệu thay thế phù hợp, bảo đảm quy định so sánh công bằng của WTO trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng mật ong của Việt Nam. Về vấn đề này, ông John Kerry cho biết sẽ truyền tải đề nghị của Việt Nam với Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ để tiến hành các cuộc điều tra phòng vệ thương mại một cách công bằng và minh bạch, xem xét cẩn trọng mọi vấn đề và các tác động tiềm ẩn, có những kết luận khách quan và hợp lý nhất để hai bên có thể khép lại vụ việc này một cách thuận lợi cho ngành ong xuất khẩu của Việt Nam.